Hiện tại đang hơn 20 bàn đang đợi. Anh chị chờ chắc phải tầm trên 40 phút ạ. Hôm trước mình qua đây cũng bảo mình đợi khoảng 1 tiếng. Thế thôi mình quay xe đi về luôn. Vì về nhà cũng ăn được thì việc gì phải đợi ở đấy. Nhưng mà về nhà đợi khoảng 1 ngày. Phải đợi 1 ngày bởi vì người ta bảo là đợi 1 ngày để cho thịt nó tươi, nghĩa là 4 giờ ngày hôm sau mới có thịt mới. Thế nên là khoảng 4 giờ là người ta giao. Mấy cái này người ta hút chân không hết này, bí rồi đậu bắp này. Ui, túi kim chi to đùng luôn. Mỗi tội là hơi vơi. Mình mua cái này là suất 4 người. Tổng thiệt hại là 1.206.000, nghĩa là mỗi người sẽ rơi vào tầm 300 nhá. Má đào, má đào, má đào, má đào này. Theo như bên này quảng cáo ấy thì là thịt khi mà mọi người mua về như thế này, vị nó vẫn giữ nguyên, ngon như ở quán. Đấy, ví dụ như cái món bò A Chén này này, mình sờ nhá, thì nó sẽ là mềm và thịt nó không phải thịt lạnh. Ôi, mùi xào với mùi tỏi thơm thế. Khăn ướt này, nước chấm này, nồi nướng. Cái mùi tẩm ướp nó thơm như kiểu là cái mùi thịt xiên nướng ấy mọi người. Cái này nó là thịt nướng than hoa, thế nên là người ta sẽ không cho mình bơ hay là dầu ăn mang về. Nhà mình thì không có than hoa, nướng luôn bằng bếp, mong là vẫn ăn được. Mình từng ăn ở đây đúng một lần duy nhất nhá, nhưng mà cái thời gian mình ăn ấy, mình không phải chờ đợi ai gì đâu, vào một phát là ăn luôn. Cái lần đấy thì đúng là không có gì để chê thật. Hôm nay mang về nhà thì mong là nó cũng sẽ ngon như cái lần đấy. Nhưng mà phải công nhận là bây giờ nó rất là thơm rồi. Cái mùi nó như kiểu là cái mùi thịt xiên nướng ấy, giống cực luôn. Quá thơm không? Quá thơm. Ở đây có hai loại nước chấm, thì một me một quất. Ăn thịt nướng người ta hay chấm cái sốt me, thì mình làm tí sốt quất. À nhưng mà nó hơi lỏng, nó không kiểu sệt sệt như mình nghĩ, nó hơi lỏng. Có đây đủ kim chi với lại nước chấm, nhưng mà hôm nay lúc mà mình đặt hàng ấy thì người ta bảo là mình ở xa, thế nên là người ta không ship rau sống, bởi vì ship rau sống xa sẽ bị dập. Thế nên là người ta cho mình ăn kim chi. Ôi khét 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 khét. Ôi bò mềm lắm. Kéo này nó rất là cùn đấy nhá, mà cắt bò phát một đây này. Wow, kể mà người ta cho rau sống thì mình đỡ phải đi mua. Thế khéo để đây tắt bếp đi mua rau sống đấy. May quá nhà còn cộng. Ôi nhìn miếng thịt này. Đây ăn một miếng không chấm gì nhá. Nóng quá. Nó mềm mà cắn đôi được nhá. Ê cái này mình không nhận quảng cáo đâu, nhưng mà nó ngon thật đấy. Cảm giác cái miếng bò rất là mềm. Tuy nhiên thì mình ăn không ấy sẽ thấy nó hơi nhạt một xíu. Nó rất là thơm, nhưng mà cái vị nó chưa đủ đậm để mình ăn không được, nên mình chấm nó vẫn thấy ngon hơn. Đấy, mềm không? Mềm mà vị vừa đúng không? Kiểu như là họ ướp gia vị chỉ để cho miếng bò nó thơm ấy. Chứ còn nếu như mà mọi người ăn nguyên bản nhá thì nó chưa vừa lắm đâu, mọi người vẫn phải chấm ấy. Vừa mới ra ngoài vườn, hái được cái lá rau. Đây, ba chỉ heo này. Cái phần thịt nó mềm nhưng mà nó không mủn. Ok, má đào này miếng nó hơi to nhỉ, nhưng mà thôi không sao nhỉ, cứ ăn đi. Vẫn ăn nguyên bản nhé. Đây, món này y đúc luôn, y đúc thịt xiên nướng. Từ vị đến mùi. Cái miếng má đào này nó cũng kiểu rất là mềm, không dai, mềm hơn bò nhé, mềm hơn bò ấy. Nhiều xả, để hái cái lá rau ạ. Rau nó chưa kịp mọc, lá hơi non. Cho vào đây này, cho tí kim chi đi. Kim mochi. Cái má đào này mình thích hơn bò á. Mà cái má đào này nó rẻ hơn cả bò nhá. Một khay đấy là 60 ngàn thôi, được đấy chứ. Dòng họ nhà chúng ta đâu. Kiểu như mấy món ngon thì mới mời cameraman đấy. Ừ, nó kiểu sật sật ấy nhỉ. Nó không cứng, không dai, thương đâu. Cái này giống cái nọng nhưng mà nó họ bảo là má đào. Người ta lại gọi là má đào, còn quê mình gọi là món nọng. So với món bò thì món này ngon hơn. Món này. Món này ngon hơn nhỉ? Giòn mà kiểu như cảm giác là cái gia vị nó thấm hơn. Trong thời gian đợi ba chỉ với lại nằm làm miếng rau cho nó mát. Không mát lắm. Trong thời gian đợi thịt chín, mình xỉa cái răng xong mình ăn tiếp. Làm tí bầu bí đi cho nó mát ruột. Ngọt thế. Cái kiểu nướng qua này ngọt thế. Nó ngọt nó nhiều nước lắm. Nó nhiều nước như kiểu là còn sống ấy. Rau củ mình ăn sống được mà. Với cái kiểu mà có nước chấm nướng như thế này nhá, nó đã ngon hơn rất nhiều lần so với việc mọi người chấm bột canh rồi ấy. Với cái định lượng mà mình báo là 4 người ăn, họ cho từng này thứ, thì 4 người ăn chắc chắn là không hết. Bởi vì mình ăn đến tầm này là mình thấy no rồi nhá. Mình ăn miếng thịt ba chỉ thì mình phải ăn với rau sống với lại kim chi. Chứ bây giờ chẳng nhẽ ăn miếng ba chỉ không à. Bây giờ mình ăn miếng ba chỉ mình lại để cho nó chết đói chết khát à. Miếng xong nhiều rau quá, không thấy miếng thịt đâu ấy. Ăn lại miếng khác vậy. Làm miếng nằm, ôi khiếp, miếng nằm dày thế. Lạy chúa tôi, miếng nằm nó dày. Do mình chưa cắt ra. Ôi ôi, nằm mà chuyện ăn xong chắc chắn bị đau bụng luôn. Bởi vì nó chưa chín. Nó phải gọi là giòn khau kháu ấy. Với cái mật độ khách dày đặc như ở quán ấy, thì mình nghĩ là mọi người đặt về ăn như này nó đỡ mất công. Đứng đợi để ăn một bữa tối thì mình thấy là nó hơi mất công một tí. Nhưng mà đặt về vẫn ngon nhá. Thử đi.